Ê, nó vào cốc này. Ui, rất là đúng. Hoa cốc này này. Ôi. Để giấy đi. Họ ôm nặng. Họ đi quay video không nội? Ơi. Để quay video không? Ôm mấy ngày hôm nay rồi. Có dậy được không? Xem chán rồi. Nóng rồi này. Sốt hay làm sao hội? Mày uống thuốc chưa? Quá thuốc rồi. Ăn gì chưa? Ăn gì? Chưa. Thế khỏe ra được. Trời mệt lắm điện, chóng mặt. Tao bị xoa. Tao bảo hôm trước thì đừng xuống kia bắt ấy nữa. Đừng xuống bắt cá nữa thì ốm. Ốm tao bảo mày rồi đấy. Tao bị viêm xoang nữa. Chán nóng này mày. Đi lấy thuốc cho uống nhá. Sáng dậy hát thì hơi 20 cái. Sáng dậy hát thì hơi tiếp 20 cái. Nó rất khỏe nên hôm nay ốm tải đấy. Có ăn gì không? Muốn ăn gì không? Bánh mì hả? Tí đâu mua cho. Không biết trên kia còn không nhá. Tí hỏi bố xem có gì ăn không. Uống sữa nhá. Không có uống sữa không? Cái bàn làm việc của Hậu đây anh em. 2 cái bát ô tô, 1 bát mì tôm của trưa hôm kia ăn được lỡ gói, xong rồi mình phải đổ cho chó. Mình trước mình mua mấy gói mì tôm cho Hậu. Mua 4 gói thì giờ còn 3 gói. Em máy tính để mấy ngày không tắt rồi. Không ai dậy động vào máy tính luôn. Gọi dậy đi quay video thì Hậu nó kêu ốm. Không đi quay được. Nản thật đấy. Nằm đây suốt mấy ngày rồi. Dậy cũng không dậy được. Hậu nó phải 2 ngày nó không tắm rồi. Giờ cứ nằm đây. Hôm qua thì dậy xông được cái người thì nó đỡ hơn một tí. Nhưng mà xông xong thì đến sáng sau thì lại ốm nặng hơn. Thuốc thì uống được mỗi 1 liều. Này bao giờ mới khói được cái Hậu ơi. Bao giờ mới dậy quay video được. Mày nằm ngủ từ 8 giờ hôm qua đến tận sáng nay gần 10 giờ đấy Hậu. Này phải đi tiếp nước thì khám thôi. Này mình cứ ra ăn bơi. Sao? Cô Hậu nó ốm nặng. Cơm gọi quán không hả? Cơm gọi quán, xem tí nữa xem ăn cái gì giờ bố về bố định nấu cơm. Xem người làm sao chứ nó nóng cả người từ nãy giờ. Sốt xem coi nóng. Sao lại nóng rồi này? Uống thuốc chưa? Sáng chưa xem chứ. Chán nóng. Thế chị qua được cơm nguội không? Cơm nguội hôm qua còn miếng thịt thôi. Thôi đi để tí tao mua bánh mì mày cũng được. Ôi nán thế này. Mình vất vả đi. Chiều nay bố ấy. Chiều nay bố thịt cho ông bà. Chơi được thịt gà anh ạ. Thịt gà nhá. Hả? Hay là tần? Tần nó nãy. Chơi được ăn gà thôi. Tính chưa? Tính người chưa? Thôi tao đi mua bánh mì nhá. Không nên thuyên nữa. Cũng sữa không? Tao mua sữa cho luôn. Sữa không biết sữa còn. Vẫn còn sữa. Rồi để đây mua nha. Ê, nó vào cốc này. Ui, rất là đúng. Hoa cốc này này. Ui. Để giấy đi. Đi mang cho nó nhá. Đây rồi. Hoa cái gì? Nấu được ở nhà tao lại nấu. Ốm này không biết bao giờ mới khói đi. Hôm qua mẹo ra trạm xá tiếp nước thì không ra. Bình tĩnh thôi. Khổ thân thế. Hôm trước bảo ấy rồi, hôm trước bảo đừng nặng sông nữa rồi. Và bố mẹ ăn mắng tao nữa. Khổ thân, ốm mấy ngày. Đi cẩn thận này, vẫn còn nước vẫn trơn hậu. Rồi. Tay muối mì nhá. Đi. Ta sẵn cái điện thoại quên nhá. Điện thoại. Đã pin. Đưa ra kìa. Thôi. Có cái mì này thôi. Chạy nào thôi. Mua về ở đây. Có cái mì nhá. Tính chưa? Ăn đi. Ăn dần gì tí ra dọn nhá. Bắn đi ra dọn. Đố ba cái này. 15.000 tao đi đổ xăng hết 20.000 nữa. Mua kéo không tiền. Mày mới mua sữa kìa. Có thổi được sữa không? À. Có thổi được sữa sao? Mà nó thái rồi. Thái rồi đấy. Ăn đi. Khổ thân đói từ trưa hôm qua đến giờ chưa ăn gì. Thôi đâu. Lỗ bé này. Hôm qua mẹ đục đấy. Con lấy nước, con lấy nước thôi. À, thôi. Còn hoang. Đỡ rồi, giờ hoa luôn. Mua lại toa tốn tiền mua vậy. Thì nó có mỗi cái loại này ăn ngon, mấy loại kia rẻ tiền ăn không là gì. Đi đun nửa nước là xong nhá. Ừ, để đấy chưa. Đấy, đục lỗ rồi, toa đục lỗ bé tí đục. Thôi nó cháy xuống. Ăn đi. À đâu. Ta thôi ta sáng ăn mì tôm rồi. Mua loại bé bé dẹp nó đỡ tốn tiền, mua loại to chết tiền. Nhưng mà mua cái loại bé nó ăn không ngon. Có mỗi loại này em còn làm tạm. Ngon không? Ăn từ từ không nghẹn. Bảo mày rồi, đừng đi ấy nữa, đừng nặn trong sông ấy nữa. Ba mẹ đánh răng rửa mặt nữa. Mày còn chưa tắm nữa. Tóc bết bạt rồi. Bết bạt. Vãi. Ngon không? Ngon. Tính nghề đấy. Uống đỡ thở. Tao là bị viêm xoang. Hôm qua mày cần xì hơi ra cái chỗ kia, hôm qua mày xì mũi ra cái cánh cửa, dính vào cánh cửa. Hôm qua mẹ bố đi tiếp nước thì không đi. Quá lạnh quá. Mùa hè mà cái đấy tao vẫn lạnh đấy. Nhìn không ăn thèm ấy. Ăn không? Không. Hay bố mẹ ăn một câu lớn. Thôi. Mấy mì bao tiền? 15.000. Sữa gì? Sữa 19.000. 19.000 nhưng mà. Mày ăn mày còn bay rồi. Hôm qua lại đun nước sông rất khỏe. Tí tắm nữa. Tắm đi người sạch. Đéo tắm. Rồi hôm qua rồi. Chưa hôm qua chưa ăn gì, nhịn suốt một đêm. Bố đi bố tần gà đâu. Ừ. Sướng nhá. Uống thì sướng. Cái mà làm gì thì ăn không. Người đúng mệt. Ăn không? Xin miếng. Đấy. Chấm sữa thôi. Ngon vãi. Mình nghĩ chấm sữa thơm nhỉ. Tí đun đổ nước xuống. Ừ. Mấy này mẹ nặng quá. Nghiên cứu. Hôm qua thì quay được cái video. Quay video ăn ốc. Ăn ốc ấy, lúc ấy là ốm lắm. Nhưng mà thôi cố quay video. Chẳng lẽ bắt ốc rồi mẹ không ăn. Quay xong gái, thôi tầm trưa nó tắc mũi, nó tắc đơ luôn. Sao rồi sâu vát, nằm ngủ nhật dần từ lúc đấy đến bây giờ. May mà cũng còn dậy được ấy. Ăn uống được một tháng rồi mà nó nặng quá. Uống thuốc thì không uống vào. Hôm qua mẹ mua thuốc rồi đấy. Để bàn đây thôi. Tí uống nhá. Uống. Trời vãi rồi đấy. Bãi sữa, nôi đi nôi. Sao nhiều thuốc rồi này. Uống thuốc này mà nó có khoái đâu. Càng uống càng nặng thêm. Thuốc đảo à? Bác vừa uống đi. 1 này. 2 này. Mấy loại? 7 viên. 7 viên. Uống hết trong một liều đây, một liều hay là gì? Đấy, uống hết một đốc vậy. Đã uống rồi. Có lấy nước trắng ra đấy chưa? Lại nó mũi rồi. Ừ. Uống nhanh mau khỏi. Cái này thì muốn đấy, mẹ là tao khỏi trong đẹp dài lắm. Chả thế à? Khỏi mẹ thì hót voi ngay. Không biết uống loại thuốc gì quên mẹ. Hình như mỗi loại một viên mẹ bảo thế. Nhiều thuốc các không biết uống loại nào. Đây. Lại uống nhầm, tôi kệ mẹ. Uống bừa ơi, khoái thôi. Cày đúng không? Đúng không? Lại hốc thuốc cái chứ. Uống nhanh mau khỏi đi. Để nó sốc rồi, lắm rồi. Cắt mấy nước thì uống chưa? Chưa. Mẹ này, tôi uống tiếp. Đến nhiều tôi. Ba thằng xóm chơi. Nó mũi liên tục này. Mày uống đi. Đây chưa? Mẹ hỏi đỡ chưa? Mẹ mới uống thuốc xong hỏi đỡ chưa? Hỏi những câu ngu người. Mày vừa ăn vừa uống người ta hỏi mày đỡ chưa? Ăn thế thì ốm sao được nữa. Đúng không? Ừ. Đừng là hỏi câu đỡ chưa? Mẹ mới được ăn cái bánh mì anh em ạ. Nó đã hỏi mình đỡ chưa? Thế buồn cười là hỏi liên tục biết đâu bất ngờ. Uống rồi ngày 1, ngày 2 không? Ăn hết sạch cái bánh mì, còn mấy miếng? 3 miếng. Ăn không? Không, mày ăn đi. Ừ, ăn nữa. Ngủ. Lại ngủ tiếp. Ngủ. Bao giờ đỡ thì bảo tao nhá. Giờ ngủ rồi. Tao buông màn nhá. Ngọn ra đi. Ngọn này nhá. Ngủ tao đắp chăn đi. Bây giờ dọn đống đồ nó bày ra đây anh em này.